Đây là Vinpearl Nha Trang. Mình đang ở cabin trên đu quay. Từ trên cao nhìn xuống nha. Vị trí này có thể quan sát được toàn cảnh Vinpearl và vịnh Nha Trang. Đây là công viên nước nhé. Rất là đẹp, hoành tráng luôn. Rất là rộng. Mình quay khá xa nên là nhìn nó hơi mờ nhé. Có rất nhiều cầu trượt, rất là rộng lớn luôn. Đây là địa điểm vui chơi, du lịch không thể bỏ qua khi các bạn đến Nha Trang nhé. Ở đây rất là rộng lớn, rất là đẹp, có đầy đủ mọi dịch vụ vui chơi giải trí. Ở phía đằng xa kia là khu khách sạn nhé, cao cấp nhé. Khu đó cũng rất rộng lớn luôn. Các bạn mà đi du lịch Nha Trang ấy thì lên sắp xếp qua Vinpearl. Ở đây chơi phải một ngày hoặc hai ngày thì mới có thể đi được hết mọi địa điểm ở Vinpearl nhé. Ở đây ngắm ra vịnh Nha Trang rất là đẹp luôn.